Hồng Kông đang khuyến khích thêm các hoạt động tài chính của khối Hồi giáo. Nhiều chuyên gia tài chính cho rằng Hồng Kông đang nỗ lực trở thành nơi chào đón các ngân hàng Hồi giáo. Vào tháng 9 năm nay, Hồng Kông đã phát hành trái phiếu Hồi giáo 3A đầu tiên, chính thức đưa Hồng Kông vào cuộc đua thu hút các doanh nghiệp Hồi giáo. Tuy nhiên, kể từ sau sự kiện đó, các chuyên gia vẫn cho rằng chưa có những nỗ lực đáng kể nào được công bố. Nhà đầu tư đang thăm dò tiềm năng của loại trái phiếu Hồi giáo này. Tôi nghĩ họ vẫn còn mong những bước tiếp theo trong tương lai gần. Đa số nhà đầu tư chọn những loại trái phiếu quen thuộc thay vì những sản phẩm lạ lẫm với thị trường. Lý do thật đơn giản, đó là trái phiếu ít phức tạp, thì chi phí lập danh mục sẽ rẻ hơn và bán cũng dễ hơn. Gần đây, nhiều đoàn doanh nghiệp Hồng Kông tháp tùng các quan chức đã đến làm việc với Ả Rập Saudi và các tiểu vương quốc Ả Rập để khuyến khích mở thêm các ngân hàng Hồi giáo. Hai ngân hàng của Malaysia đã có kế hoạch phát triển những sản phẩm đầu tư gọi là Sharia Compliant tại thị trường Hồng Kông trong thời gian tới.